Welcome cả anh em trở lại kênh THPG của mình hôm nay. Tiếp tục với game mới Google Tam Quốc thì video mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày đầu tiên. Ngày đầu thì anh em dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng đây. Đầu tiên anh em có thấy mình vẫn đang trong map, ở đây mình chơi từ 2 giờ chiều mày. Game này thì mình thấy anh em không cần dây zone, tìm cái xe vào dạo buổi sáng anh em chơi sẽ ngon hơn. Riêng anh em mà chơi vào tối thì chắc chắn là sẽ không đi kiểm map. Kể cả anh em đi sáng, treo của ngày cũng chưa chắc là kính map. Nói chung chung là anh em chơi cho mình C vào buổi sáng, về dây zone thì không cần. Ngày hôm nay mình không biết game này chơi nhỏ nên là mình thiết kế dây zone ra qua nạp đầu rồi mình mới chiến. Nhưng mà hạc này mình ấy, quay đến bây giờ, nào đầu mình mới 4 sao, mở khá nhiều con mình lên 5 sao rồi. Đây, 1, 2, 3 con 5 sao, thêm 2 con 4 sao cộng với con nạp đầu là 5. Game này anh em mở chơi chuẩn, đi map, đi tháp, anh em mở dương được rất là nhiều trong đó. Game này 5 sao lúc đầu hơn lại, mỗi lần nâng sao anh em sẽ tốn 8 mảnh nhỏ tương đương với một con. Tức là 1 sao thì bằng 2 con, 3 sao thì bằng 4 con. Đây mình sẽ đếm qua cho anh em xem mình có bao nhiêu con trong đó. 5, 10, 14, 3 con 5 sao là 18, cộng với 1 sao 20, tổng cộng là 24 không? Hai tư, hai chín, ba ba, ba bảy, bốn mốt, bốn bốn, bốn sáu, bốn tám, 50, 51 con tương đối em ơi, 51 con. Mà này mình chơi hồi chiều. Riêng mà mình chơi từ sáng đến tối chắc phải tầm trên 60 con. Vì quay tướng ấy, kích 10 chắc chắn là ra một con. Còn về mở dương thì hên xui. Cái dương tư thì có 10%, dương 3 có 3% và dương cuối là 33%. Tức là trung bình anh em mở 3 dương cuối là sẽ được một con đỏ. Và cái dương vàng ấy tầm kích 10 sẽ được 1 đến 2 con đỏ. Nói chung là game này anh em kiếm tương đỏ rất nhiều nên không cần phải zone. Còn về phần tướng, anh em chú ý team mình, chưa biết chưa nào, chơi y hệt như mình. Đi map, đi tháp, cực khỏe luôn. Đầu tiên là nạp đầu, Lữ Bố. Thứ hai là tanker choáng, Trình Dục, con này đêm nó cũng có choáng. Thứ ba là con đánh thường choáng, ra được. Thứ tư là con búp khiên đánh thường choáng, tào nhân. Và cuối cùng là con là búp giải khống chế chân cơ. Chân cơ thì búp nó cũng bình bình, được cái nó có cái xóa hiệu ứng khống chế đi tháp rất là ngon. Đây cho anh em xem tháp này. Đây tại mình đá 14.9 hạng 17. Hạng này của mình chỉ có VIP 1 thôi. VIP 1 này 60% còn là 40% nó lên VIP 2. Tính ra có vài chục thôi. Đây mình đang ải 10 và 4 bảng xếp hạng này. Đây lực chiến lúc mình leo đến tầng này là 88 vạn. Mình vừa mới up thêm 94 vạn này. Đây bên dưới 100 vạn này, đây có này neo cũng khá là mạnh này. 78 vạn, xem team nhá. Đây team này, Lạp Đầu, Trình Dục, Chu Du hoặc là cộng với Tôn Kiên. Đây bài này có hai con meta là con Lạp Đầu cùng với Trình Dục. Chu Du đêm đốt cũng khá ngon. Nói chung là mấy con đêm nếu anh em mà quay ăn nhiều cho vào đêm ok. Đây top 19, 123. Đây mấy bạn top trên là cũng toàn như mình. 112, 127, 111, 134, 125, đây 168 cũng như mình này. Nói chung là anh em kẹt tầng này khá nhiều. Đây mình sẽ đánh một phát cho em xem. Đây team mình ấy Trình Dục bị đánh gây choáng, dùng kỹ năng gây choáng, chết gây choáng, Gia Lượng thì đánh thường gây choáng, Táo Nhân thì đánh thường choáng, à quên, Trình Dục cùng với Gia Lượng là đóng băng, Táo Nhân là gây choáng. Và nó búp khiên. Còn là chân cơ là búp miến cộng với búp máu. Hơi xui em ơi, hơi xui. Đây em chú ý trình dùng mình chết nhá. Đấy, ba quả đóng băng. Mở đóng băng nó trong hai lượt rất là ngon em ơi. Chân cơ loại không xóa không chế cho con sói em ơi. Đứa bố, hơi xui em ơi. Cái này khi mà qua tầng thì nó sẽ có 10 lượt. Và khi anh em đánh thua là sẽ không đủ 10 lượt để qua 10 tầng. Phải đợi 30 phút hồi một lượt. Còn anh em mà lạp được mấy chục thì chú ý cho mình về phần lạp đầu. Anh em chỉ lạp
20k mình nhớ là đường lạp đầu cộng với 10 vạn x rất là ngon đầu game. Lúc đầu anh em đi map thì x không nhiều, lên lạp đầu được thêm x anh em up tướng lên khá mạnh. Tiếp đến anh em chú ý cho mình về phần quà bất ngờ. Mình nhớ nó có hai mốc khá rẻ. Đầu tiên là tháp 100, thứ hai là tháp 300 thì phải. 100 mình nhớ là 200 vạn x chỉ có 20 phiếu thôi. Và đến tầng 300, 40 phiếu anh em sẽ được 4 hay là 500 vạn x. Nói chung ấy, nếu mà anh em mua x thì chú ý cho mình cái mốc 300 cộng với 100. 300 mình không nhớ rõ chính xác hay không. Nói chung nó chỉ có 40 phiếu thôi anh em chú ý. Còn là riêng mốc 100 phiếu 500 vạn x mình sẽ không mua. Khá chắc em ơi. Nông dân nếu mà nạp ít cứ chọn mấy gói nào ngon để nạp. Và game này anh em mà nạp được tầm 100 ấy, chú ý cho mình ở quý ải ấy. Em vậy tí nhá. Đây, quý nó ở dưới cái đăng nhập 7 ngày cơ. Đó là quý điểm ơi. Chỉ với 100 phiếu là anh em sẽ được khá nhiều quà. Đây, nó đến tận mốc 1k cơ. Mình sẽ đếm sương sương nhá. 20. 2000 years later. Tiếp đến anh em chú ý cho mình về phần bạn bè. Bạn bè này anh em nhớ thêm full cho mình. Ở cái thêm bạn đề xuất đấy, nó sẽ có thời gian miễn phí là 1 tiếng, anh em sẽ không làm mới liên tục được. Đây, mình sẽ làm cho em xem. Đấy, nó sẽ CD 1 tiếng, làm mới tiếp theo em sẽ tốn 20 kim cương. Mặc dù kim cương nhiều nhưng mình thấy anh em cứ free cho mình. Đây, mình đã full bạn rồi. Đợi tí nữa mình sẽ lọc như anh em là orb đấy, được rất là nhiều xu vàng. Sau rồi mình thêm lại. Tiếp đến anh em chú ý cho mình tù binh. Dưới avatar, click vô. Anh em nhớ cướp full tù binh cho mình. Đây, hiện tại mình đã lắp tù binh rồi. Và tù binh thì anh em chú ý lực chiến. Thường thường lực chiến cao chắc chắn là ải cao, mở ải cao thì chắc chắn sẽ được nhiều xu. Đây mình sẽ cho anh em xem luôn. Đây đó là cái mục 2. Chủ nhân sẽ được 10% xu vàng của tù binh. Nên anh em mà không thêm tù binh là sẽ thua khá nhiều xu, chú ý cho mình. Game này anh em làm sẽ được rất là nhiều xu lên ý. Mấy cái túi heo giờ này cộng với treo máy ý, anh em đợi càng lâu càng nhiều. À khoan á, hoạt động phúc lợi xem cái gì ở chấm đỏ đây. À quý điểm ơi, vừa xong thêm một mốc. Đấy, mốc này được 90 vạn này. Còn về phần dương này mình nói chưa nhỉ? Dương này khi anh em mở đầu tiên ấy thì nó sẽ được kích tướng. Mở anh em đi ải hàng cao, mở dương càng yếu tướng. Hai mươi, 20, 40, 60, 20. Hình như là vẫn vậy em ơi. Chỉ có cái x này khác thôi. Đây mình sẽ mở nhá. Nào một phát này. Đây em chú ý này. 6.000, 5.000, 6.000, 6.000. Đấy, anh em so với anh em lúc ải đầu xem nó chênh nhiều không. Lên chú ý cho mình cái này. Đây mình sẽ hút dương này. Học tí 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 nhầm tí nhầm. Mở dương này cơ. Quên em ơi. Lỡ tay. Đây bánh bao này vẫn 20, 30, 30. Nó chỉ có cái đầu anh em cần chú ý cho mình thôi. Cái này mình đoán phải đến tầm 90% là anh em không để ý đâu. À còn một cái nữa. Cũng liên quan đến xu. Cái này không giờ nó sẽ reset lên ấy. Anh em cứ đợi lâu ngày mới xài. Giờ là 23 giờ 40 chắc mình sẽ xài luôn đây. Xài 3 lần free đây. Xúc luôn này. Xúc tiếp này. Một lần được 2,75 vạn. 10 lần tức là 27 vạn. Hơi sót nhở. 27 vạn xu tốn 300. Bây giờ kim cương mình dư khá nhiều, gần 16k. Chờ đợi đến gần cuối ngày mình mới xài mày. À còn về phần hoạt động anh em chú ý. Game này mình thấy có hoạt động quay tướng, có hoạt động mở dương trong vòng 7 ngày đầu. Nhưng mà sau 7 ngày mình nghĩ là kiểu gì nó cũng có quay lại. Lên ấy, hết sự kiện anh em tích vé, tích dương. Đợi khi nào sự kiện quay lại em chơi. Như quay tướng ấy, mốc cuối là 400 lần. Mà nó có tận 5 vòng em ơi. 5 vòng tức là tổng cộng là 2.000 lần quay. Rất là căng luôn.
Đây gói vé lạp cho anh em top này. 100 phiếu 15 vé rất là chát luôn. Có mua anh em mua giảm giá ngoài kia nó ok hơn. Đây Dương tiêu chuẩn này. Mốc cuối 80 điểm cũng trong 5 vòng. Tức là tổng cộng là 40k điểm. Mốc cuối anh em sẽ được 80 Dương. Chọn tướng đỏ em ơi, rất là ngon luôn. 80 thì nó tương đương với 2 sao khi từ 5 đến 6 sao. Nếu mà em cày sáng đến tối chắc là sẽ xong mốc 8k. Còn em mà cày tầm chiều là ngày hôm sau mới được 8k. Đây, 2k dưới kim cương, 10 dương cao cấp. Nói chung là ngày mai con lạp đầu mình sẽ lên 7 sao. Đây, gói kim cương này anh em lạp là sẽ được dương thứ tư. Dương thứ tư ấy thì nó có 10% ra tướng đỏ. Tính ra game này khá cái gì nhỉ? Đây anh em chỉ cần chú ý cho mình mấy cái cơ bản này thôi. Còn về xây đội hình ấy, một hệ anh em chơi 3 con trở lên để kích phần trăm.